minh nhân thân chủ tiệm thuốc nghi bị sát hại ở Sài Gòn. Cô gái trẻ 23 tuổi được phát hiện tử vong trong tiệm thuốc Tây với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn là một vụ án mạng. Thông tin trên báo Công an Nhân dân cho biết, tối 10 tháng 2, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh nhân thân của nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô gái tử vong trong tiệm thuốc Tây HK, đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 2, một khách hàng đến tiệm thuốc Tây của chị P để mua thuốc, tuy nhiên không thấy ai tại quầy. Gọi hai lần nhưng vẫn không có hồi đáp, thấy cửa khép hờ, người này nhìn vào trong thì phát hiện chị P nằm gục trên nền nhà với nhiều vết máu trên người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, đồng thời lấy lời khai nhân chứng để điều tra, xử lý vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là chị NTP, 23 tuổi, chủ tiệm thuốc Tây, trên đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp. Theo lời một số người dân sống gần hiện trường, cho biết, chị P là một người xinh đẹp, vừa kết hôn và chuyển đến đây thuê nhà, mở tiệm thuốc Tây được khoảng 2 tháng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết bất thường, nghi vấn liên quan đến án mạng. Hiện công an đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ vụ việc.